Hiện tượng thiếu vi lượng trên cây trồng trên giá thể sẽ xảy ra ở trên đỉnh sinh trưởng hoặc là lá non. Nếu như cây trồng của mình bị thiếu sắt thì lá nó sẽ có biểu hiện nhỏ đi và bị vàng ở cái lá non, và lá nó sẽ bị dạng như là vàng lá gân xanh vậy đó, thì là bị thiếu sắt. Khi mà bị thiếu vi lượng trên cây trồng trên giá thể thì năng suất và chất lượng của nông sản sẽ bị giảm. Làm sao giải quyết vấn đề bị thiếu vi lượng? Đầu tiên là mình phải thiết kế một cái chương trình phân cân đối đa lượng, trung lượng và đặc biệt là vi lượng. Thì mình có thể chọn sản phẩm Yara, Terra, Ritalon, hay là luôn luôn duy trì cái pH ở vùng rễ giá thể, và pH nước tưới là dao động từ 5.5 đến 6.2.